Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Cảm ơn Minh Minh Mạnh, bạn ấy đúng như tên của mình, lúc nào cũng mạnh mẽ, không chỉ là về thể chất mà về trong tâm trí của mình, mình luôn luôn dạt dào sức sáng tạo. Hy vọng là ngày hôm nay sau khi theo dõi em thì các bạn trẻ sẽ có thêm thật nhiều những động lực để cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình. Cảm ơn em nhé. Còn bây giờ sẽ là lúc em khẳng định là sự lựa chọn của mình. Em có muốn thay đổi không? Nếu không thì em hãy click vào dấu cộng và tạo cuộc hẹn với cô gái mà em thích nhé. Không thay đổi. Ghi nhận ạ. Không thay đổi. Ồ. Cô ấy thật là xinh đẹp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tỏ tình ngược. Nếu như các bạn có rung động với Minh Minh Mạnh, các bạn hãy tranh thủ trong giây phút này để chia sẻ cho bạn ấy nha. Và 10 giây tỏ tình ngược bắt đầu. 10 9 Bấm xong về cùng nhau tập tạ không? 8 Dành cho các cô gái, không phải dành cho bạn tập tạ nha. 7 6 5 4 3 2 1 Nếu mà Trang thích, Trang có thể bấm ngay. Hết giờ. Thế em ngập ngừng nè. Thì em đang bảo là để cho Hải đăng đu về với Đinh Minh Mạnh. À, luật chương trình không có cho bạn tập tạ nha em. Chương trình tình yêu. Dạ, việc cho bạn rung động thôi. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra trên chương trình, như chị vẫn nói là trong một thời gian rất ngắn, chỉ một ít phút trò chuyện, chúng ta rất khó có thể kết nối trái tim cùng nhau và nói rằng tớ rất thích cậu và cùng đi nhau đi về nhé. Trừ khi một số những trường hợp rất là đặc biệt, nên em hãy dành tất cả những tinh thần và sự chuẩn bị và tâm tư của mình để chuẵn bị cho phần tiếp theo nhé. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Chúc em và nàng thơ của mình thật nhiều những niềm vui và thật nhiều sự ngọt ngào. Và cùng kết quả thật tốt đẹp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tỏ tình. Yeah. Another love song. Yeah. What you waiting for? Yeah. This song for my muse. Hope you can understand that. Freestyle time. Yeah. Yeah. The new song. Vì sợ khói thuốc kia sẽ làm em vấy bẩn. Đôi môi ấy anh chỉ ngắm chứ không hôn, nên đỡ tâm tình của ánh mắt. Dấu yêu ngày đầu anh cố đem vú chôn lãng mạn, anh viết về em như nàng thơ. Bất ngờ anh chẳng muốn làm tác giả, anh sợ phải viết một đoạn kết, đặt một dấu chấm hết cho chuyện thì chúng ta quay cơ. Anh sẽ là một tên đàn xem, sửa đổi mong với em cho những ngày đêm lạnh, hay đơn giản cơn sóng xô. Dù em êm ả mỗi khi em vụn vỡ, ai có thể làm em cười vui đến vậy? Ai có thể cảm giác sang phòng này đêm nay? Không anh chứ ai, em không nhìn thứ hai giữa đầu. Babe, just feeling my song, okay. Em không thể nghe những giai điệu này đến từ ai khác. Just take cà phê đến ly cà phê em hay uống. Trái tim anh không thể tra một ai khác, mềm coi như mắt khi đối diện này trước gương. Trái tim không thể nói nói dối người bình thường. Nói cho anh nghe đợi em một buổi lâu vàng bạc châu báu, hay là ta muốn tên nhạc just later net. Anh đang freestyle, trải lòng rỡ rỡ trong nhịp beat này còn mãi. Anh không ở đây để rap, anh đến đây để gặp em. Just one more time em có thể hiểu. Nhịp beat vang lên với thị trường, trong bao nhiêu người con gái anh vẫn cho em. Và dĩ nhiên hy vọng là em hiểu my baby. Just listen to this song, yeah. Đây là những lời hoàn toàn anh không viết ra từ trước. Yeah. Anh hy vọng là có thể cảm nhận được những lời anh nói ở đây. Yeah. Anh không thường freestyle ở trên một sân khấu như thế này, nhưng mà để viết cho em một bài từ trước thì thực sự nó quá là dễ đi, nên anh chọn cách freestyle. Việc một rapper từ Hà Nội đến đây thì là quá liều mạng, nhưng anh bước đến đây tỏ tình hoàn mỹ để gặp em, Hà Kiều Trang. Để gặp em, Hà Kiều Trang.
Hà Kiều Trang. Khi chọc cười thì sẽ thích thích chọc cười. Nhưng mà cái clip TikTok này có hiện lên clip thích của mình thì phải. Không, bạn em nhìn mà. Quen lắm. À bạn bạn luôn. Bạn thì mới tỏ tình giống như kiểu giống như kiểu binat ấy. Mới vừa lướt một phát là chọn ngay. Biết đâu được hôm nay em lại về luôn. Đây lần thứ hai gặp em, trái tim không thể không đập. Anh vẫn chưa quên, dù đã lâu không gặp. Cái từ nàng thơ ấy, hay cái từ muse này nó rất là mạnh với em. Bởi vì nàng thơ đó còn xuất hiện ở trong chính đời thật, trong cuộc sống của em. Và bạn đấy, khi bạn ấy xuất hiện, bạn ấy đã làm đảo lộn một số thứ trong cuộc đời em. Nàng thơ hiện tại, em có nàng thơ hiện tại mà em còn dám đến chương trình. Bây giờ đang đến tỏ tình nàng thơ đây là. Nàng thơ đang ở đây mà chị. Nàng thơ đang ngồi đây á chị. Anh bước đến đây để gặp em, Hà Kiều Trang. Ok, Hà Đông này, xây điện Hà Đông này. Trang có thấy cái khung cảnh này quen không? Quen đúng không? Okay. Trong MV thì Mạnh đã lỡ một chuyến xe, một chuyến xe tàu điện ngầm để có thể đến giải thích cũng như là xin lỗi Trang. Làn tóc rối, đôi mắt lại đỏ hoen. Nhìn anh lần cuối như món đồ bỏ quên. Đôi mắt muốn giữ nhưng đôi môi lặng im. Tại sao khi mất thì ta mới gắng tìm một lời xin lỗi dành cho triệu lần sai. Bản thân phút chót cũng chẳng hiểu cần ai, right? Nhưng hôm nay ở tỏ tình hoàn mỹ thì anh nghĩ là Mạnh sẽ không bỏ lỡ nữa. Đôi khi cuộc sống cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Đôi khi có những cánh cửa mở ra cho chúng ta một cơ hội ấy thôi. Đã bước tận đây rồi thì Mạnh muốn tận dụng hết mình cơ hội đấy. Hôm nay mình sẽ lên lại chuyến tàu điện ngầm này nhá. For a while. Sao có thể bất ngờ không? Thật ra thì lúc Mạnh xuất hiện thì Trang cũng có nghĩ đến 70-80% là hôm nay Mạnh sẽ đến đây vì Trang. Wow. Nhưng mà cái cảm xúc hiện tại của Trang nó đang rất là đang xen à? Nó rất là lẫn lộn ấy. Bởi vì nó vừa có sự bất ngờ, vừa xúc động, vừa không biết phải làm sao. Mạnh nghĩ là nàng thơ xuất hiện một lần trong MV của chính bản thân rồi. Vậy thì không có lý do gì MV mình đã làm được rồi, ngoài đời mình đã không. Mình là một người liều lĩnh mà thích thử thách mà. Dù biết thử thách có khó, đôi khi là mình sẽ gặp thất bại khi gặp những thử thách đấy. Nhưng nếu mình không làm thì mình không thể sở hữu được, không thể có được điều đấy. Thank you. Có một lần mà Trang đã chia sẻ với Mạnh là Trang rất thích đi du lịch, cụ thể đi biển đúng không? Thì tại sao lại chọn cảnh hoàng hôn mà không phải là cảnh nắng vàng rất đẹp? Trang biết tại sao? Có thể bởi vì Trang thích những thứ gì nó kết cục rất là đẹp. Và khi mà mình ngắm một cái buổi chiều hoàng hôn xuống cùng với một người mình yêu hoặc cùng với gia đình của mình, cảm giác rất là hạnh phúc ấy. Cảm giác rất là đầy đủ. Ít ai thấy được vẻ đẹp hoàng hôn, một vẻ đẹp mà vừa buồn cũng vừa thú vị ở đây. Nhất là với đôi mắt này.
Mạnh muốn trải nghiệm cùng với đôi mắt này. Hoàng hôn với nhiều người mang nhiều ý nghĩa lắm. Có thể là, nhất là trong câu chuyện tình yêu, hai người bạn cùng nhau kết thúc một cuộc hành trình dài với nhau. Đó là lý do mẹ chọn hoàng hôn. Tiếp tục nhá, lại đến một thứ quen này. Bò bistec. Bò bistec. Hôm nay thì đã vết cắt và Mạnh có nhớ là một lần Trang đã phải dạy Mạnh cách làm sao để đút đồ ăn cho con gái đúng không? Mạnh nghĩ là trong Mạnh cái cảnh không? Mà bọn mình quay á. Dạ, Mạnh nhớ mà. Mạnh nghĩ là Mạnh sẽ không làm sai một lần nữa. Dạ, Trang cũng mong là thế. Đây là một cảnh xuất hiện trong MV của mình. Bistec, rượu vang đỏ, tiếng sóng, hoàng hôn. Mình sẽ hồi tưởng lại một chút nhá, giờ Mạnh sẽ cắt bistec. Cảnh này hôm đấy chúng mình có phải quay lại không ấy nhỉ? Có rất nhiều lần đấy. Nhưng không phải cảnh đút ăn đúng không? Có mà. Thế à? Nghĩ chắc là tại Mạnh. Không, lần đầu ai cũng vỡ ngỡ cả. Thực sự lúc đầu nhá, tất nhiên là điều Mạnh để ý đầu tiên là như từ khóa lúc đầu Mạnh chia sẻ rồi, nó về ánh mắt. Mạnh nghĩ lúc mà Mạnh nói đấy là Trang đã nhận ra rồi. Nó như cái lần ngày đầu tiên mà Mạnh gặp Trang vậy á. Có rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời của Mạnh rồi, để lại rất nhiều vết sẹo rồi, nhưng còn ánh mắt thì chưa. Chưa gặp một ánh mắt nào là kiểu khiến mình đầu tiên là cảm thấy khó hiểu. Tại sao kiểu rất nhiều điểm như là nét trên khuôn mặt người phụ nữ, trên hình thể người phụ nữ, nhưng mà lần đấy mình lại bị thu phục bởi một ánh mắt. Để biết một người đã luôn yêu thương em từ lâu, từ lúc ta còn trẻ con luôn ngày xa. Thế là tình yêu sét đánh ngay lần đầu tiên gặp Trang à? Đánh ngay là hơi bão rông, hơi mưa bão một chút. Trang với gặp Mạnh gặp nhau cũng rất là ít, và bình thường thì chúng mình chỉ có chia sẻ những cái câu chuyện công việc, diễn xuất, âm nhạc và những cái cách sống, sở thích của nhau thôi. Đây là lần đầu tiên mà Trang được nghe Mạnh kể về rất là nhiều thứ. Thật sự là một cái ấn tượng nó hoàn toàn khác luôn ấy. Trước đây Trang nghĩ Mạnh là một người chơi bời, rồi bad boy đồ. Thế nên là Trang cũng chưa bao giờ nghĩ là Mạnh lại có thể sâu sắc và là một người đàn ông ấm áp đến như vậy. Hy vọng là này không có sai sót gì. Hơn cả lần đầu quay luôn. Mà theo Trang thì cái cảnh quay mà Trang cảm thấy ấn tượng nhất trong cái MV đấy là gì? Cái cảnh quay Trang ấn tượng nhất chắc là cái cảnh quay mà Trang ngồi ở ghế ga tàu, xong Trang khóc và Trang đợi Mạnh. Thật sự là cái lúc đó khi mà Mạnh đi quay một cái phân cảnh khác á, Trang đã ngồi và Trang suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Bởi vì Trang là một người rất tích cực, nên là ít điều gì buồn mà làm Trang nhớ lâu lắm. Nhưng mà tự nhiên Trang đặt mình vào trong cái khoảnh khắc đó, và Trang đã tự đặt mình là ví dụ Trang là người yêu của Mạnh. Và lúc đó kiểu Trang đã chảy nước mắt và mọi người phải gấp rút phải quay cái cảnh đó luôn ấy. Đấy là cái cảnh thật sự là Trang ấn tượng nhất. Trùng hợp là đấy cũng là cảnh mà Mạnh thấy ấn tượng nhất. Lúc đấy thì có hai cảnh mà Mạnh ấn tượng nhất. Là cảnh đầu tiên là cảnh để Trang khóc ở tàu điện ngầm.
Lúc đấy là khi mà mọi người vẫn đang nói cười với nhau. Một cô gái ngồi trầm ngâm ở hàng ghế phía trước tàu điện ngầm, đang ngồi lắng nghe một bài hát. Lúc đấy mẹ không nghĩ là Trang sẽ khóc nhanh như vậy, sự luôn. Mà tại sao bạn ấy có thể diễn tốt như vậy? Mình đã tìm ra nhân tố gánh tim rồi. Thật sự lúc đấy mẹ nghĩ là mẹ đã tìm ra nhân tố gánh tim rồi. Cái yếu tố thứ hai là cái cảnh canh ngẫu nhiên mà khi chúng ta ở quán cà phê, khi Mạnh đúng cái mẹ anh cái tát ở cái má này. Đấy, anh Hưng đúng không? Anh Hưng có bảo với bọn mình là Trang nghĩ ra câu chuyện như này và Mạnh là người phản bội Trang. Và Trang có dành cho Mạnh một cái bạt tai. Mạnh bất ngờ đến mức đứng hình luôn. Bởi vì Mạnh không thể nghĩ là tại sao Trang có thể vào vai diễn nhanh như vậy. Khi chúng ta còn đang ngồi cà phê và đứng phắt dậy giữa quán, mọi người trong quán ai cũng ngạc nhiên luôn. Có thể là do cảm xúc xuyên suốt cả một ngày thôi. Với cả thật sự là Trang là một người đã từng có rất là nhiều đau khổ trong tình yêu. Và gần như là đến bây giờ thì Trang không cảm giác như là mình thật sự tin tưởng một người nào, một người con trai nào. Cuộc sống em ổn không, có sống em hy vọng. Thấy em khóc làm phải chẳng khổ tâm điều gì. Mạnh cũng không hay nói chuyện nhiều với Trang, nhưng một khi chúng ta nói chuyện thì Mạnh biết lúc đấy là Trang đang có chuyện. Nếu Trang để ý kỹ thì hôm lần đầu tiên gặp nhau, Mạnh cũng ngạc nhiên là tại sao hôm đấy chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhiều thế. Trang có kể qua về người yêu cũ. Lúc đấy ngoài tạo hình như một thằng nhóc dễ thâm nhập vào câu chuyện ra. Đấy là cái ấn tượng mà đến tận bây giờ, nếu như mà Mạnh không tới đây thì Trang vẫn giữ mãi cái hình ảnh đó mất. Có thể là lúc đấy Mạnh muốn Trang vui vẻ. Thế là Trang cũng hiểu là Mạnh sẽ muốn tạo một cái bầu không khí khi người mới gặp, xong rồi tự nhiên có một cái người mà kể cho mình nghe là tôi vừa cãi nhau người yêu thế này thế nọ các thứ, rồi những cái chuyện đau khổ không phải ai tự nhiên Trang cũng có thể chia sẻ được. Nhưng mà vẫn là ấn tượng lần đầu tiên đấy, đôi mắt của Trang khi mà kể, khi mà lúc đầu nói chuyện với nhau nhìn rất kiểu linh hoạt, nhìn rất là long lanh, nhưng mà khi mà chuyện buồn vừa đến, cái sự lắng xuống nó xuất hiện rõ ở trong cái khuôn mắt, trong đôi mắt đấy luôn, Mạnh cảm nhận được. À, từ đó là chỉ có em mới cho anh dùng khí đơn phương chậm nhớ. Ôi, anh sến quá, hại quá. À, còn một món quà mà Mạnh đã chuẩn bị cho Trang. Một món quà này có mang rất nhiều yếu tố về mặt lúc đầu Mạnh khá chăn trở, bởi vì có vô số những thứ mà Trang thích, nhưng cái điều đấy phải ý nghĩa với cả hai người. Đây là sợi dây chuyền mà ngay từ khi bước chân vào rap game mẹ đã đeo nó. Sợi dây chuyền này đối với trong giới rapper thì họ hay đeo vào để thể hiện cái cá tính của bản thân, như là các rapper đời ngày xưa. Đối với họ thì sợi dây chuyền này mang một ý nghĩa rất sâu sắc, là sợi dây chuyền này ghi tên của họ, cái ngày mà họ bước chân vào rap game, cũng như là rapper luôn giữ sợi dây chuyền này như một vật bất ly thân của họ. Và trong sợi dây chuyền này Mạnh có sửa lại một chút cho đặc biệt. Ngoài sợi dây chuyền này Mạnh đã sở hữu rất lâu rồi. Đây có khắc tên cả Mạnh và Trang ở đây. Thật sự là Trang cũng rất là thích cái dây chuyền này. Trang đã thích từ rất lâu rồi.
Bởi vì Trang cũng có xem một số phim Mỹ. Có một cái cảnh mà Trang rất là nhớ. Khi mà người con trai này đi nghĩa vụ ấy, người vợ ở nhà và đang mang bầu. Người đàn ông này trước khi đi ấy thì đã trao lại cái này cho người vợ, bởi vì người đàn ông ấy khi đi là sẽ không bao giờ quay về nữa. À, ý nghĩa của đọc tác thì thường có hai cái mặt dây chuyền ở xếp cạnh nhau. Hai sợi dây chuyền này sẽ không thể tách rời, nếu tách rời thì nó sẽ không còn là cái đọc tác nữa. Cũng giống như kiểu Mạnh muốn khẳng định là Mạnh sẽ tượng trưng cho cái sự dây chuyền này để mãi mãi ở bên cạnh Trang. Mỗi khi Trang nhìn vào nó có thể Trang không đeo, nhưng một khi nào mà Trang buồn, Trang có thể tìm đến cái sự dây chuyền này. Mẹ sẽ ở đây. Dù cho thời gian ngừng lại, năm tháng kia có đổi thay. Yêu là mang đến hy vọng và niềm tin. Đối với Mạnh là đi theo Mạnh suốt quãng thời gian mà Mạnh bắt đầu rap đến bây giờ, khẳng định cho một yếu tố là Mạnh sẽ không từ bỏ. Hy vọng cái chi tiết này có thể giúp Trang tiếp tục theo đuổi công việc mà Trang yêu thích. Đơn giản Trang cứ là Trang như bây giờ. Rất nhiều người thích. Thật sự thì trước giờ Trang vẫn nghĩ là không có ai thích mình ấy. Kiểu hầu hết mọi người sẽ chỉ thích cái vẻ bề ngoài. Mà Mạnh là người đầu tiên nói là Mạnh thích đôi mắt, thích cái cách thể hiện của đôi mắt của Trang ấy. Bởi vì Trang không có giấu được qua đôi mắt, đúng không? Khi mà mình nói dối một cái điều gì đó thì chắc chắn là mình có thể đánh lừa qua lời nói được, hành động được. Nhưng mà đôi mắt thì sẽ không bao giờ. Mà hình như Mạnh cũng chưa nghe Trang nói dối bao giờ. Trang cũng thẳng tính mà. Chưa nghe thấy Trang nói dối bao giờ luôn. Trang không biết nói dối. Thế nhưng mà trước giờ thì Trang rất là sợ nói dối. Bởi vì Trang sợ làm người khác buồn. Chính vì Trang rất là sợ nghe những cái lời nói dối ấy, nên là Trang cố gắng hết sức không bao giờ nói dối người khác. Có một câu mà Mạnh rất tâm đắc là chúng ta sẽ không biết đâu là lời nói dối cuối cùng, nên là Mạnh luôn cố gắng thật thà nhất có thể. Thật thà đôi khi bị trở nên ngu ngốc luôn, nhưng mà Mạnh mặc kệ. Đó là một cái tính mà có thể nhiều người sẽ không ưa, nhưng có thể nhiều người sẽ thích. Yeah. Cho nên Mạnh cảm giác Trang là đang gặp áp lực, đúng không? Sao Mạnh biết? Thì cũng hay theo dõi trên story mà. Trang đâu có đăng gì về áp lực đâu ta. Chắc là do Mạnh có thể cảm nhận được. Với cả cũng thể cảm thấy may mắn khi mà mình là một trong những bạn thân. Tại vì thật sự là sau mỗi cái story của Trang ấy thì nó đều chứa rất là nhiều những cái ẩn ý. Trừ những cái story mà kiểu bạn bè hoặc quay mặt thì không nói, nhưng những cái story mà không có mặt của Trang thì có khi chỉ là một cái ảnh thôi, một cái ảnh cười hoặc một cái ảnh vui, nhưng mà nó lại không như vậy. Nhưng mà Mạnh biết là dạo gần đây Trang có rất là nhiều những cái stress thì ôi, thật sự là Trang không ngờ được ấy, bởi vì đến cả bố mẹ hay là bạn thân của Trang cũng không biết điều đấy. Một cô gái đăng một status buồn thì đơn giản cô ấy không chỉ có một nỗi buồn. Cô ấy có rất nhiều nỗi buồn. Yeah. Nhưng mà 9 nỗi buồn còn lại bạn có đủ tinh ý để bạn nhận ra hay không? Mạnh chỉ nghĩ là nếu như mình đủ tinh tế nhìn ra điều đấy, hơn thế nữa là phải là một người cực kỳ quan tâm người ấy thì Mạnh mới có thể nhận ra được. Trang rất cảm ơn Mạnh vì điều này. Thật sự trong hồi rối quá. Thật sự Mạnh có rất là nhiều tiêu chuẩn của một người đàn ông Trang đề ra. Nhưng chỉ có một cái duy nhất thôi. Đôi khi nó chỉ là một cái bỏ lỡ nhau ấy. Giống như chuyến tàu ấy hả? Dạ. Cái lúc mà Trang với cả Mạnh nói chuyện với nhau rất là nhiều ấy, tâm sự nhiều chuyện ấy, Trang cũng đang nghĩ người này
maybe có thể đến với mình hay sao. Nhưng lúc đấy thì Mạnh, có thể là Mạnh đang chưa dám. Và khi mà Trang đã xác định là ở người này họ là bạn của mình. Mất đi lại tim, rốt cuộc anh sẽ mềm là gì cho. Không biết có phải cái phong cách sống hay không, nhưng mà hầu như là mọi người nhìn vào Mạnh, họ bảo là trông rất là kiểu bad boy, kiểu ăn chơi và không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mạnh có một cái trong ngôn sống là bad boy, but I'm nice. Mình tất nhiên là mình sẽ luôn đối tốt với những người họ nhìn mình bằng mắt tốt, họ đối xử tốt với mình. Còn ngay khi gặp Trang thì Mạnh nghĩ là Mạnh sẽ chỉ có thể giữ được cái vế nice đằng sau ấy, vì Mạnh không bad được, không thể tệ được đấy. Càng Mạnh càng không có lý do gì để Mạnh tệ ở đây cả. Ok, mình có thể cộng liệm một lần nữa. No matter the time, the place, near or far. Lần này Mạnh muốn làm lại một cảnh trong cái MV vừa rồi. And all that's hard, I'll need your piece of my heart. Thank you. Thank you. Sau khi đến đây, Mạnh có chuẩn bị một cái clip, một món quà dành tặng Trang. Hy vọng Trang có thể xem clip này và chúng ta sẽ cùng xem nó nhé. Làn tóc rối, đôi mắt lại đỏ hoen. Nhìn anh lần cuối như món đồ bỏ quên. Đôi mắt muốn giữ nhưng đôi môi lặng im. Tại sao khi mất thì ta mới gắng tìm một lời xin lỗi dành cho triệu lần sai. Bản thân phút chót cũng chẳng hiểu cần ai, right? Là một gã tôi chỉ nghĩ về bản thân, không thể thay đổi vì đó là bản chất. Thời gian là thuốc bốc bởi gã lang băm, đành để em đi dù biết thật tàn nhẫn. Dành cả thanh xuân cùng nhau hằng tìm kiếm, để cho tình yêu giữa ta bằng kỷ niệm. Thời gian chưa từng một lần biết lên tiếng, nhưng lại trả lời hầu hết những câu chuyện. Em phải sống làm sao cho thật vui, để khi gặp lại chúng ta vẫn sẽ thấy. Đây là cảnh học trường này. Và điều cuối cùng anh không muốn em biết, không thể nắm chặt thì anh sẽ buông tay. Ngoài kia sương gió ai thấy anh gánh chịu, ít nhất không để em phải nhận nỗi buồn này. Chẳng còn tin nhắn, cuộc gọi nửa đêm, ly rượu im ắng bên điều thuốc đã cháy mềm. Căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng cùng với những lời thở than. Trong lòng nặng chịu buộc tâm can phải lục lọi những bức ảnh đã mờ nhạt. Anh tự đẩy mình vào tận sâu nỗi buồn đó, đóng cửa trái tim vì chính em chẳng buồn gõ. Để bờ bờ đằng này. Trang thấy gì khi xem xong cái clip này? Thật sự là Trang thấy vui. Nhớ lại cái khoảnh khắc mà bọn mình gặp nhau, nói chuyện, quay clip với nhau, vui đùa. Mạnh có giữ rất nhiều những cái cảnh hậu trường này, để đôi khi Mạnh không biết đến một lúc nào đấy chắc chắn bản thân mình sẽ muốn xem lại. Có thể sau này mình trưởng thành hơn, sau này mình làm mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn. Và sau này không biết cái nàng thơ này có xuất hiện một lần nữa không. Nhưng Mạnh rất muốn, hy vọng nàng thơ này có thể luôn đồng hành bên cạnh mình. Và cái món quà tiếp theo mà Mạnh mang đến đây, Mạnh biết là khi có lần mà ngồi xem Trang diễn, và lúc ấy Trang đã lầm nhầm theo cái lời rap của nó. Thì nhưng mà nếu để tặng vơ rap của anh xin lỗi ở đây thì nghe rất là sai đúng không? Rất là sai đúng không? Hồi nào ta? Nếu mà Mạnh ngồi rap anh xin lỗi đây tặng Trang thì rất là sai. Mặc dù nó rất là dễ vì bài tủ mà. Nhưng mà Mạnh sẽ sửa lại một chút, nó phù hợp hơn với nàng thơ ngồi trước mặt Mạnh ở đây. Và cái verse rap này Mạnh chỉ làm duy nhất một lần thôi, bởi vì thường thì Mạnh rất tôn trọng cái tác phẩm của mình ấy. Mạnh rất ít khi kiểu sửa lại. Mà lần này Mạnh nghĩ là đã ngồi đây rồi, đã ngồi trước mặt Trang rồi, lại còn được rap trực tiếp nữa, thì hy vọng là lần này Mạnh có thể làm lại điều đó, một verse rap đặc biệt chỉ mình cho mình Trang nghe thôi. Verse rap này có tên là thay vì anh xin lỗi thì anh muốn nói anh cảm ơn. Hy vọng Trang có thể lắng nghe nhé. Vậy chẳng đôi môi mềm đỏ xinh, đôi mắt biết nói gặp lại ngày tỏ tình. Bản nhạc buồn bã phủ lên màu yêu thương, dù đã tốt nghiệp vẫn vướng nơi tình trường. Ngày thì mong nhớ, đêm về lại càng mơ, đơn phương trộm nhớ bóng dáng một nàng thơ. Sẽ là trai tốt nếu thuộc về nơi em, không để nước mắt một giọt nào rơi thêm. Kỷ niệm buồn bã đem gửi lại nơi đêm. Chiều thu Hà Nội không đẹp bằng môi em, mỉm cười rạng rỡ như đón ánh nắng mai. Liệu em thấy nhớ khi thiếu bóng dáng ai? Bất chấp khoảng cách, em đừng lảng tránh.
Cho dù người ta nhìn anh là bad boy but I'm nice. I just wanna see your smile and I never see you cry. So baby just hold my hand. Làm rơm à? Một lời xin lỗi vì đã chia deadline. Thay vì bị ghét hãy cùng anh get high. Thiếu em như kiểu mùa hạ thiếu nắng, Hà Nội cũng kiểu chỉ khi Hà Kiều Trang. Nàng thơ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nàng thơ là em chàng trai nào chẳng thích. Những điều tuyệt nhất luôn nằm ở trang cuối. Hà Nội đến đây vì muốn gặp trang chuối. Anh tự bẹt mình vào trong hoàn cảnh đó. Mở cả trái tim chỉ chờ em tới gõ. Baby, but I'm not, but I love you for real. Mạnh có sửa lại một chút để cho nó trở nên nghe nó đáng yêu hơn một chút. Trang có thể cầm điện thoại và gọi cho Mạnh được không? Yeah. Chắc chắn sẽ không bất ngờ khi Mạnh lưu là này đúng không? Cũng không bất ngờ. Bởi vì thật ra là tên IG của Trang cũng là nàng thơ mà, đúng không? Chắc chắn Mạnh hứa một điều là Mạnh chưa lưu ai là nàng thơ bao giờ luôn. Nếu mà ngồi đây nói chuyện không thì chắc rất là dài. Nhưng mà hiện tại Trang có muốn chơi một trò chơi gì không? Ok, sẵn sàng. Welcome. Trò chơi này ở đây là có 6 chiếc cốc và một con xúc xắc. Hai người, mỗi người sẽ có tổng cộng là 3 lượt 6 cái cốc này, tương đương với mỗi xúc xắc mà chúng ta đã xúc xắc phải. Lady first, anh muốn dừng người Trang đi trước. First. Số 1 luôn. Cho Trang chọn lượt luôn, nó sẽ từ bên nào? Bên này. Cái cốc này Trang vừa lấy xong. Chứ nó sẽ đem lại mèo cho Trang. Mạnh sẽ là người hỏi Trang câu đó và Trang sẽ trả lời. Bạn là những người như thế nào trong tình yêu? Điều bạn cảm thấy cần nhất trong một mối quan hệ với người ấy là gì? Trang tự cảm thấy Trang là một người trung thủy. Nhưng mà Trang sẽ rất là khó đoán. Tại vì như Mạnh biết thì Trang diễn khá tốt. Trang mà cảm thấy là đối phương đối với mình ấy, họ chỉ là muốn một cái gì đó chứ không phải là yêu mình thật ấy. Hoặc là những cái lúc mà Trang buồn ấy, những người đấy không chia sẻ được với Trang ấy, thì Trang sẽ tỏ ra là Trang vui vẻ. Cái này công nhận là một người cái gì mà dễ quá thì không bao giờ Mạnh ngồi đây. Đúng không? Bây giờ đến turn của Mạnh đúng không? Ừ. 6 luôn thì nó sẽ ở bên này nhỉ? Ờ. Bên này. Trang có thể đọc cho Mạnh. Câu hỏi này khá hay đấy. Bài học bạn rút ra được từ mối tình gần đây nhất là gì? Trang chắc nghe bài chọn con tim hay nghe lý trí rồi đúng không? Ừ. Người đàn ông thì không nên đặt quá nhiều cả con tim cả lý trí ấy. Mình có thắng ở trong một cuộc cãi vã, nhưng mình mất đi một cuộc tình thì đấy cũng là thua cuộc rồi. Ba. Ôm đối phương từ phía sau trong vòng 1 phút và thì thầm vào tai đối phương một câu ngọt ngào. Chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau nào. Ngồi xô chu ở bãi biển, xô chu chú ạ. 50, 70, 100, chọn đi. Chọn chọn bao nhiêu? Đầy đi. Tôi thích bạn rồi đấy. Tôi thích nhậu và bạn. We love nhậu. Đó, cạn ly. Cạn ly. Không biết bình thường chú có hay nhậu với bạn bè không? Cũng ngày trước là có, nhưng mà bây giờ thì chú để ý sức khỏe hơn, sẽ không hay đi nhậu nữa. Chỉ có những người bạn thân rủ thì sẽ đi thôi. Còn ngày trước thì cứ thích là đi thôi. Chú cứ nhậu đi, sức khỏe để Mạnh lo. Mạnh là PT mà. Cũng ngà ngà chưa? Chưa đúng không? Chưa. Rồi, sai rồi. Vậy còn ly cuối cùng chắc chắn là của Mạnh rồi. Ok.
cùng đối phương ăn bánh Porky cho đến khi que bánh còn độ dài ngắn nhất. Cái này hả? Ờ, ok. Nhưng mà như nào là ngắn nhất? Thì ví dụ như kiểu một trong hai người bỏ ra. Trang cho Trang đầu này đi. Những gì ngọt ngào nhất thì nên dành cho người phụ nữ. Are you ready? Ready. À, sắp đủ win rồi. Không, nhưng mà đánh nghe là mạnh phải ăn hết mà. Đúng không? Mình có thành tích đã. Mình có lại chứng minh thành tích của bản thân đã. Trước khi mình như vậy là rút ngắn khoảng cách rất là nhiều rồi đúng không? Còn bằng cái que à? Ở đây có một cái bút nhỉ? Sao đoán chiếc bút này sẽ liên quan đến chuyện gì? Viết nhật ký à? Oh no! Phương Mạnh có giống hay khóc thầm hay kiểu khóc thầm viết nhật ký không? Viết nhạc rap. Viết nhạc rap thì ở đây thì khó. Hay vẽ bậy. À, cũng tương tự vấn đề đấy rồi đấy. Lúc nãy Mạnh có chia sẻ là Mạnh là một gọi là một người rất nghiện hình xăm. Mạnh muốn Trang sẽ tặng Mạnh một hình xăm, nhưng ở đây không có máy xăm. Không có thợ xăm đúng không? Ok. Trang có thể vẽ tặng Mạnh một hình xăm lên tay. Ok. Nào, sẵn sàng chưa cô họa sĩ? Trang vẽ xấu lắm đấy. Hãy nhận hình phạt của ta đây. Hy vọng không phải là nải chuối nhá. Sao biết? Sẵn sàng chưa? Always ready. Wish that I could find the words to describe you now. Chuối gì sao nhiều vậy vậy? Cái mặt trời á. Cái này là biểu tượng của điều hòa đúng không? Wish that I could make you see how you fit me perfectly. Yeah. Mặt trời tượng trưng cho điều gì? Mặt trời tượng trưng cho rất nhiều điều. Nhưng mà trong muốn Mạnh xăm cái hình này có một ý nghĩa, đó là sau này Mạnh sẽ được tỏa sáng trên sân khấu như một ông mặt trời. Thế tối đến thì Mạnh tối đến Mạnh mất tích à? Không, không. Tối đến Mạnh vẫn chiếu sáng cho những ngôi sao, đúng không? Những mặt trăng đó, những hành tinh khác. Và một ý nghĩa nữa là Mạnh sẽ tìm được một bông hoa hướng dương luôn hướng đến Mạnh. Mạnh có thể tặng lại Trang một hình. Nhưng mà từ từ nhá, trước khi mà Mạnh làm điều này thì Trang có đoán đấy là hình gì không? Chắc chắn Trang không đoán được luôn. Hình nào? Không, thực ra là trong chuyện tình cảm thì Mạnh khá ngốc. Khá ngốc nghếch. Mạnh sẽ thường làm những gì mà đối phương dễ biết. Ngay từ tên của Trang đã nói ra điều đấy rồi. Mạnh sẽ vẽ cái gì? Chuối. Không quả chuối nào bắt đầu từ hình tròn hết. Gì vậy? Chữ piece ở đây có nghĩa là với các rapper khi mà kết thúc một phần trình diễn. Cũng như là điều các rapper muốn hướng đến trong cộng đồng Việt rap hiện nay. Họ luôn muốn tất cả mọi thứ anh em chơi hip hop hòa bình với nhau. Nhưng mà chữ peace ở đây Mạnh dùng với Trang là hy vọng cuộc sống sau này của Trang mọi thứ luôn được bình yên, mọi thứ cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với Trang hơn. Dạ. Còn Trang có nhìn ra đây là con gì không? Trang nhìn thấy giống quả đào ạ. Là... À, đấy là hình con khỉ. Hả? Con khỉ? Cậu nói thật á? Con khỉ này chắc là trông hơi Doraemon một chút. Không, con khỉ này hơi béo, cần phải giảm cân nha. Nên khuyên nó giảm cân đi. Ok. Nên bảo nó đi tập thể hình. Chẳng biết tại sao là chỉ con khỉ không? Liên tưởng một chút đi. À, Trang nhớ cái con khỉ đấy rồi.
Trang nhớ cái hình sticker con khỉ đấy thôi. Nó đơn giản hơn Trang nghĩ đấy. Con khỉ ấy. Thích ăn chuối. Ngại ngùng gì mà không yêu. Ngại ngùng gì mà không yêu chấp. À, còn một món quà khác mà mẹ muốn dành tặng Trang. Nói món quà nhỏ thôi. Nhưng mà Trang biết khi mà Mạnh đã bước chân vào chương trình Rap Việt và cái vật may mắn này đã theo Mạnh rất từ lâu rồi. Cũng là một vật mà các rapper hay sử dụng. Hôm nay Mạnh cũng có sử dụng nhưng mà nó là màu khác. Đó là chiếc khăn turban mà Mạnh đã mang từ cái lần Mạnh đi Sài Gòn lần đầu tiên. Và dạo này là Trang cảm thấy mọi thứ hơi áp lực. Nhờ Mạnh tin cái chiếc khăn may mắn này đã theo Mạnh đến Sài Gòn lần đầu tiên, cũng như là nó chứa một mùi nước hoa mà Mạnh rất yêu thích, sử dụng hàng ngày. Hy vọng nó vừa có thể mang lại may mắn cho Trang, vừa có thể giúp Trang mỗi khi mà những lúc thấy tủi thân thì không nên buồn một mình nữa. Có thể direct Mạnh này, yeah. Ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Là Mạnh có thể trao chiếc khăn này cho Trang. Nước hoa này có tên rất đặc biệt một chút, nghe rất si tình thật sự luôn. Đó là You Or Someone Like You. Một mùi hương này Trang rất thích ạ. Cảm ơn Mạnh. Trang sẽ mãi mãi để chiếc khăn này ở trong ví. Lúc nãy thì Mạnh không thể đeo sợi dây chuyền này bởi vì nó hơi phá cái mood cái bộ trang phục của Trang. Nhưng lần này Mạnh rất muốn đeo nó vào tay. Trang muốn đeo vào bên tay nào? Tay phải đi, bên tay trái là đang có hình xăm mà. Chào mừng bạn đến với thế giới hip hop. Không biết làm sao buộc cho đẹp đây. Hip hop never die. Yêu anh never say believe it. Là cách buộc mà thông thường nhất. Chắc hôm nay có một câu hỏi. Mạnh đang đi trên đường mà Mạnh đang rất là đói. Mạnh đang rất là muốn ăn một quả dâu. Mạnh nhìn thấy vườn của nhà người ta có rất nhiều dâu, có hàng rào, thì Mạnh có hái không? Câu chuyện mà Trang kể sẽ không hề đơn giản. Bảo Mạnh cấp 2, Mạnh bật rào ngay. Không chút suy nghĩ. Khi Mạnh còn bé, mình muốn một thứ gì, mình phải sở hữu bằng được. Bảo bố ơi con muốn thứ kia, bố mẹ mình sẽ đáp ứng cho mình bằng được. Vì bố mẹ Mạnh rất cương chiều Mạnh. Câu chuyện cách đây 15 năm trước. 5 năm sau thì bố mẹ Mạnh luôn muốn Mạnh ngã vào một độ tuổi trưởng thành. Luôn muốn Mạnh tự đứng trên đôi chân của mình. Dù con làm gì chăng nữa, nhưng con phải kiên định về cái quyết định của mình. Trở lại với câu chuyện quả dâu. Nếu như Mạnh đói, nhưng mà cái việc đó ảnh hưởng đến hàng xóm chẳng hạn. Ví dụ ở Đà Lạt chẳng hạn, dâu rất đẹp. Mình chọn quả dâu đẹp nhất mình hái rồi mình ăn, đúng không? Nhưng mà ảnh hưởng đến cả một vườn dâu đấy. Mình có thể tìm quả dâu khác mà. Mình có thể tìm một món ăn khác mà. Nhưng nếu người Mạnh thích quả dâu đó, Mạnh sẽ mua lại cả vườn dâu đó và tìm bằng được cái quả mà người yêu Mạnh thích để Mạnh mua. Mạnh nghĩ điều đấy sẽ thiết thực hơn. Yeah. Thật đó. Ra đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Với rap thì Mạnh biết viết lách. Yeah, còn với câu hỏi của Trang thì Mạnh biết cách lách. Thật sự thì Trang nghĩ Mạnh là một người trung thủy. Một khi Mạnh thích, một lần không được, 10 lần không được, Mạnh không chắc Mạnh làm đến lần 100. Thế thì thành công đến hơi lâu. Nhưng mà lần thứ 99 thì Trang vẫn sẽ thấy Mạnh ở đấy. Món quà cuối cùng, Mạnh và anh producer đã nghĩ ra một bài rap để xào nấu lại trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất để Mạnh có thể dành tặng Trang. Mạnh luôn trăn trở, thực sự một vì sao là gì? Hơi tâm linh nha. Nhưng mà khi mà một vì sao mà không có tên, vì sao mãi mãi chỉ là một vì sao ở trên trời thôi, nó không thuộc về mình. Còn khi mà Mạnh đã biết được vì sao đấy nên mang tên của ai rồi, Mạnh nghĩ là Mạnh đã tìm được ý nghĩa đích thực của tên bài hát. Đó là những gì mà Mạnh muốn gửi gắm Trang, cũng như là món quà cuối cùng của Mạnh dành tặng Trang trong ngày hôm nay. Wow.
Hôm nay ở bên cạnh mình không phải một dancer, mà chỉ là nàng thơ của mình. Hy vọng là bạn có thể hiểu được điều này. Yeah. Anh giữa khuya dừng những chỗ dạo con phố với những đam mê. Thêm cửa sổ là vang rơi ngoài trời những tiếng giao thân. Dần vòng tay ấm bên anh mỗi khi nhưng nghĩ vì sao cầu nguyện rồi đi thắp những ánh nến cùng champagne and rosy im lặng những real love như JT. I'm living the door như Bruno, chạm đến thật to như Pluto. Shooting a star, falling her love, losing myself, I'll put you on top. Cho con tim hay nghe lý trí nhưng anh cho em là mới chi lý. Thông minh kiệt xuất, biệt thự mặt đất nhưng xuất hiện trước mặt chàng mạnh vẫn luôn nghi quậy. Gonna create a sweet memories and let's take time to end. Origin nói với Mạnh là Hà Nội thứ bảy phải lên đồ, nhưng đối với anh điều tuyệt vời nhất là bên cô ấy. Rồi anh cho thấy không cần yếu đến lần năm, lần này thật 100%. Yeah, yếu đến lần đầu baby. Tay lên mọi người ơi. Yeah. Cho mình thấy tay các bạn nào. Hay quá bạn ơi. Shooting a star, falling her love. Mãi mãi nhớ. Losing myself, I'll put you on top. Lỡ anh đèn sân khấu khiến cha rời xa, sợ hạnh phúc bỏ trốn sau ba lần qua. Nợ em là dòng thời gian còn cảm xúc trở về nặng lại, kỷ niệm lại anh phá sản được cuối cùng mang lại trắng tay. Đêm lại trắng đêm phố xa vắng em, anh có thể không ngại trước bất kỳ mọi đối thủ nhưng anh không thể thắng em. Hoa hồng màu tím violet là đen, anh sao cũng được cho vừa lòng em. Nếu người anh kiếm không phải là em, kề môi điều thước làm bạn cùng đêm. When the dog kiss my too long, where my heart is. Yêu em nhiều như Sài Gòn tăng ca, ôm em thật chặt. Khắp tay đôi mình lên những đêm trời xa, và cùng nguyện ước mãi không bao giờ xa. Mình tung có nhịp được không ạ? Hay là bỏ đi Facebook, xóa cả Insta, mặc những định kiến làm phiền hai ta, cùng nhau nắm tay khi quận nhất lên đèn. Baby, would you lie to one dance? Would you lie to one dance? Shooting a star, falling her love. Lose you myself, put you on top. Một vì sao chỉ có hai ta. Yeah. Yeah. Mạnh tin là Mạnh đã... Hay quá. Mạnh tin là Mạnh đã tìm thấy một vì sao của mình rồi. Điều trước tiên, Trang muốn Trang với Mạnh có thể nhìn thẳng vào mắt nhau 10 giây. Rồi sẵn sàng. Dạ. Yeah. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn xuống. Dạ. Yeah. 3, 2, 1. Mạnh nghĩ là nàng thơ xuất hiện một lần trong MV của chính bản thân rồi. Vậy thì không có lý do thì MV mình đã làm được rồi, ngoài đời mình đã không. Mình là một người liều lĩnh mà thích thử thách mà. Dù biết thử thách có khó, đôi khi là mình sẽ gặp thất bại khi gặp những thử thách đấy. Nhưng nếu mình không làm thì mình không thể sở hữu được, không thể có được điều đấy. Có rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời Mạnh rồi, để lại rất nhiều vết sẹo rồi, nhưng còn ánh mắt thì chưa. Chưa gặp một ánh mắt nào là kiểu khiến mình cảm thấy khó hiểu. Tại sao kiểu lần đấy mình lại bị thu phục bởi một ánh mắt. Đôi mắt của Trang khi mà lúc đầu nói chuyện với nhau nhìn rất kiểu linh hoạt, nhìn rất là long lanh. Nhưng mà khi mà chuyện buồn vừa đến, cái sự lắng xuống nó xuất hiện rõ ở trong cái khuôn mắt, trong đôi mắt này luôn, Mạnh cảm nhận được. Ý nghĩa của đọc tác thì thường có hai cái mặt dây chuyền ở xếp cạnh nhau. Cũng giống như kiểu Mạnh muốn khẳng định là mãi mãi ở bên cạnh Trang. Mạnh có một cái trong ngôn sống là bad but I'm nice. Mình tất nhiên là mình sẽ luôn đối tốt với những người họ nhìn mình bằng ánh mắt tốt, họ đối xử tốt với mình. Còn ngay khi gặp Trang thì Mạnh nghĩ là Mạnh sẽ chỉ có thể giữ được cái vế nice đằng sau ấy, vì Mạnh không bad được, không thể tệ được đấy. Một khi Mạnh thích, một lần không được, 10 lần không được, Mạnh không chắc Mạnh làm đến lần 100.
Thế thì thành công đến hơi lâu. Nhưng mà lần thứ 99 thì Trang vẫn sẽ thấy mạnh ở đấy. Sự thì trước giờ Trang vẫn nghĩ là không có ai thích mình ấy. Kiểu hầu hết mọi người sẽ chỉ thích cái vẻ bề ngoài. Mà Mạnh là người đầu tiên nói là Mạnh thích đôi mắt, thích cái cách thể hiện của đôi mắt của Trang ấy. Mạnh biết là dạo gần đây Trang có rất là nhiều những cái stress thì ôi, thật sự là Trang không ngờ được ấy. Một cô gái đăng một status buồn thì đơn giản cô ấy không chỉ có một nỗi buồn, cô ấy có rất nhiều nỗi buồn. Dạ. Nhưng mà 9 nỗi buồn còn lại bạn có đủ tinh ý để bạn nhận ra hay không? Nếu như mình đủ tinh tế nhìn ra điều đấy, hơn thế nữa là phải là một người cực kỳ quan tâm người ấy thì Mạnh mới có thể nhận ra được. Thật sự Mạnh có rất là nhiều tiêu chuẩn của một người đàn ông Trang đề ra. Trang cũng chưa bao giờ nghĩ là Mạnh lại có thể sâu sắc và là một người đàn ông ấm áp đến như vậy. Chắc chắn Mạnh hứa một điều là Mạnh chưa lưu ai là nàng thơ bao giờ luôn. Nhưng Mạnh rất muốn hy vọng nàng thơ ấy có thể luôn đồng hành bên cạnh mình. Mỗi khi mà những lúc thấy tủi thân thì không nên buồn một mình nữa. Có thể direct Mạnh này, ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Chữ peace ở đây Mạnh dùng với Trang là hy vọng cuộc sống sau này của Trang mọi thứ nó được bình yên, mọi thứ cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với Trang hơn. Yeah. Mạnh có muốn nói gì không? Trước tiên là Mạnh phải cảm ơn phần hỗ trợ rất nhiệt tình của mấy bạn. Thank you. Tất cả những món quà mà Mạnh đã chuẩn bị từ Hà Nội đến đây không chỉ đơn giản là những món quà mang tính biểu tượng Mạnh đã chuẩn bị. Ngoài ra là những bài hát Mạnh có đặt tâm tư tình cảm của mình vào đấy. Không muốn gì nhiều, chỉ mong là Trang sẽ hiểu thôi. Trong câu chuyện này Mạnh đã viết lên phần mở bài, thân bài rồi. Hy vọng học sinh giỏi văn ở đây có thể giúp Mạnh viết nốt đoạn kết cho câu chuyện này. Dù mọi thứ có move on theo hướng nào đi chăng nữa, Mạnh vẫn ở đây mà. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã lên đây giải hoa cho bọn em. Đây là đầu tiên Trang được tỏ tình. Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh tỏ tình một bạn nữ công khai. Thật sự Trang cảm ơn Mạnh rất 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 nhiều. Nếu như Mạnh không đến đây thì Trang đã nghĩ Mạnh là một người rất là khác. Mạnh có rất là nhiều điểm mà Trang muốn và Trang cần từ một người đàn ông. Đến giây phút cuối cùng, Trang nhận ra là đó không phải là tình yêu. Thật lòng anh có tiếc nuối, nhưng đành. Tình yêu thì không có tiêu chuẩn gì hết. Đôi khi đơn giản chỉ là Trang thích người đó, Trang chủ động tìm đến với người đó. Và khi mà Trang nhìn vào mắt của Mạnh, Trang cảm thấy Mạnh là người Trang không nỡ làm tổn thương. Nếu như bây giờ Trang đồng ý ra về với Mạnh chỉ vì những hành động này, những gì Mạnh làm với Trang và những gì xúc động, thì Trang là một con người rất tệ. Bởi vì Trang lừa dối Trang.
lừa dối Mạnh. Thực ra là để làm tất cả những điều này, Trang có tin là Mạnh không cần biết được kết quả không? Mạnh cần một người biết được Mạnh đã làm gì, cần một người hiểu những gì Mạnh đã làm. Mạnh không quan tâm về kết quả, và Mạnh có thể làm được trước mặt người đó. Đối với Mạnh thế là đủ rồi. Ít nhất là lại một lần nữa Mạnh đã lại làm cho đôi mắt này trở nên ngấn lệ. Hơi sai một chút. Lần này là khóc vì xúc động, vì vui, vì hạnh phúc. Hiện tại nàng thơ vẫn đang đứng trước Mạnh ở đây. Chưa bao giờ Mạnh muốn làm cô ấy buồn cả, cũng như là phải đưa ra một điều gì đó khó khăn. Chỉ cần Trang cảm nhận được là Mạnh thấy vui rồi. Đừng vì anh mà khóc, nước mắt em rơi đã quá nhiều. Đừng buồn khi phải cay xa. Cảm ơn Mạnh rất nhiều. Cảm ơn Mạnh rất. Ngoài kia có bao người hơn anh, vì sao cứ đừng vì anh mà khóc. Đây là bạn trong em đã quá nhiều người như anh. Món quà rồi, thuộc cái tay khổ chủ nữa chứ. Em phải yêu thêm nữa đâu. Nick vẫn sáng đèn đến tận sáng cơ. Có gì cứ nhắn nhá. Mạnh luôn ở đây. À, trước là Mạnh sẽ không bỏ cuộc đâu. Trang thấy một người thu cuộc nào cười tươi như này chưa? Một người rất tự tin. Tôi chưa tin bạn. Yeah. Mọi người ạ. À, câu chuyện của Mạnh và Trang sẽ khép lại cũng không có một kết thúc nào mà chúng ta mong đợi. Tạm biệt Minh Minh Mạnh nhé. See you bro. See ya. Chào tất cả mọi người nha. Giữ sức khỏe nha. Không thấy anh, em hay gì không? Sau lưng của chúng ta là cánh cổng, là Minh Minh Mạnh và tất cả những nỗ lực của bạn ấy. Bên cạnh chúng ta là một không gian được bài trí dành tặng cho chỉ một cô gái duy nhất. Cô ấy chọn sẽ là nàng thơ trong những ca khúc của anh ấy sau này. Và tình yêu thật là kỳ lạ. Có người đã đổ bao nhiêu là công sức, đi thật là xa và làm biết bao nhiêu điều cho chúng ta. Em với chị không bao giờ là một người mới bước vào chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Em là một cô gái rất nhiệt tình. Vì ngay từ đầu chị cứ ngỡ là em đã biết Minh Minh Mạnh từ rất là lâu rồi và đang hướng lòng yêu thương bạn ấy. Vì tất cả mọi người thì ngồi ở đó, còn em thì hết lòng cổ vũ cho bạn. Không chỉ là như một người bạn cũ, em rất tử tế, rất chân thành. Và chị mong là mọi người sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Dạ. Không phải như là những cánh hoa hồng mà chúng ta dẫm lên đây ngày hôm nay, mà là những cánh hoa hồng ở trên tay của em và những cánh hoa hồng trong tim của em hôm nay nữa. Dạ. Chúc cho hạnh phúc sẽ mỉm cười với tất cả mọi người bằng cách nào đi chăng nữa, rồi chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng dõi theo chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của Wow Day. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo một buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn. 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Mọi thông tin liên lạc mọi người cứ liên hệ ở đây nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Wow Day, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Lật bài của biên tập luôn. Wow, hay. Em, wow, wow. Yeah. Chị nói cho em biết, với tất cả sự kỳ công chuẩn bị ngày hôm nay, yeah. Thi Luân, yeah. Em xứng đáng không có ai đến tỏ tình. Hay quá chị ơi. Vì hôm nay chúng ta có hai chàng hoàng tử. Wow. Hồi tới em ơi.
Chúc mừng Trung Huy và chúc mừng Lê Đức đã về cùng. Yeah. Yeah.